Đây nè các bạn, nhìn dưới chân nè, dưới chân thì nó có những cái động cơ này đó, rất là đẹp luôn đó. Đó các bạn nhìn thấy không, giờ mình sẽ mở máy lên, thì trong khi mở máy thì nó có thể sáng đèn được nè các bạn. Anh được, nhìn thấy không các bạn, đó nó sáng đèn nè, sáng đèn đó, sáng đèn, sáng đèn đó. Giờ mình sẽ mở pin công tắc đây, mình đã mở lên rồi. Ok, ở cái thằng ở trong nhà tắm 295 đó là pha cho nha. Các bạn lưu ý nha, sau khi gạt vậy thì nó sẽ chạy luôn nè các bạn đó.
quá luôn các bạn. Nhớ là subscribe nha các bạn. Bạn nhớ bấm chuông để mình quay nhiều clip mới. Đến đây là hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh asin.vn channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.